Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, sáng ngày 6 tháng 9, Nội Giang trong vòng 1 giờ đã xảy ra 3 trận động đất. Cư dân mạng địa phương đưa tin động đất là điều hiển nhiên. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 10 giờ 39 phút ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra tại quận Thế Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn ở tọa độ 29,58 độ Vĩ Bắc, 104,87 độ Kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Mạng lưới động đất Trung Quốc chính thức xác định rằng vào lúc 9 giờ 52 phút sáng ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Tâm chấn ở tọa độ 29,6 độ Vĩ Bắc, 104,88 độ Kinh Đông với độ sâu tiêu cự 10 km. Vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, một trận động đất 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Với độ sâu tiêu 10 km, tâm chấn ở tọa độ 29,58 độ Vĩ Bắc và 104,85 độ Kinh Đông. Các chấn động được cảm nhận ở các mức độ khác nhau dọc theo các tuyến đường sắt và một số nhà ga ở tỉnh Tứ Xuyên. Để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển hành khách, bộ phận đường sắt đã nhanh chóng đưa ra kế hoạch khẩn cấp chặn các tuyến giữa ga Bắc Tử Trung của đường sắt liên thành phố Thành Đô, Trùng Khánh và ga Bắc Nội Giang và đường sắt cao tốc liên mục ga Đông Nội Giang đến trạm Tử Cống, kiểm tra toàn diện thiết bị lái xe và kiểm tra rủi ro an ninh. Thông tấn xã Trung Quốc Thành Đô ngày 6 tháng 9 đưa tin, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên đã trải qua nhiều trận động đất trong vòng 2 giờ vào sáng ngày 6 tháng 9. Tính đến thời điểm báo chí khu vực địa phương vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về tình hình thiên tai hoặc thương vong và công tác điều tra sau trận động đất đang được tiến hành. Theo đo lường chính thức của mạng động đất Trung Quốc, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên với độ sâu tiêu cự 10 km. Đến lúc 9 giờ 52 phút, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter khác đã xảy ra ở huyện Tử Trung, thành phố Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên với độ sâu tiêu cự 10 km. Trận động đất được cảm nhận ở Lạc Sơn, Tử Cống, Nghi Tân và những nơi khác. Lần đầu tiên có rung lắc, sau đó có cảm giác rung lắc lên xuống. Một cư dân mạng Nội Giang cho biết trên một mạng xã hội trực tuyến. Sau trận động đất, văn phòng trụ sở cứu trợ động đất thành phố Nội Giang đã ngay lập tức gửi video đến nhiều nơi để tìm hiểu về thảm họa động đất và ứng phó khẩn cấp, đồng thời cử một nhóm công tác đến tâm chấn. Chưa nhận được báo cáo thảm họa hoặc báo cáo thương vong và cuộc điều tra sau trận động đất đang được tiến hành. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 307 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn của trận động đất 4 độ ở Nội Giang trong 5 năm qua. Các trận động đất lớn nhất là trận động đất 6,0 độ Richter xảy ra ở huyện Lục Tiên, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 và trận động đất 6,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 17 tháng 6 năm 2019. Thưa quý vị, vào ngày 5 tháng 9, văn phòng khẩn cấp của thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở huyện Tự Trị Mộ, Giang Hàn, khiến gạch và tường rơi ra để lộ các vết nứt ở một số thị trấn. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong. Sau trận động đất, Đảng ủy và chính quyền huyện Mộ Giang đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp và thực hiện công tác cứu trợ thiên tai và thảm họa hạt nhân tại chỗ. Những người đứng đầu các bộ phận liên quan như Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Cục Nội vụ, Cục Xây dựng và Nhà ở, Cục Động đất đã nhanh chóng đến thị trấn Vân Vũ và thị trấn Tân Giang ở Trấn Thành. Cục Động đất giám sát động đất đã được tăng cường, các bộ phận dân sự cũng đã làm tốt công việc cất dữ liệu và vật tư. Hiện tại chưa có báo cáo về thương vong, trật tự sản xuất và sinh hoạt tại vùng tâm chấn ổn định, thiệt hại do thiên tai đang được xác minh thêm.
Thưa quý vị, vào chiều ngày thứ ba vừa qua, thời tiết đối lưu mạnh như lốc xoáy, mưa đá và mưa lớn ngắn ngày đã xảy ra ở khu vực Thiết Lĩnh. Radar thời tiết cho thấy tiếng vang mạnh đi vào thị trấn Kim Câu Tử ở phía tây bắc thành phố Khai Nguyên Tử. Huyện Thiết Lĩnh, Trường Đồ di chuyển về phía đông nam đến vùng lân cận thành phố Khai Nguyên, đi qua phố Hình Khải, khu phát triển kinh tế Khai Nguyên và tiếp tục đi về phía nam. Đài quan sát khí tượng quốc gia của thành phố Khai Nguyên đã quan sát tới một cơn lốc xoáy ở thành phố Khai Nguyên từ 17h25 phút đến 18h37 phút. Tốc độ gió tức thời tối đa do trạm thời tiết đo được là 23,0 m/s, tương đương cấp 9. Sau thiên tai, thành phố Khai Nguyên ngay lập tức đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp 2 và các đội cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát vũ trang, an ninh công cộng, kiểm soát giao thông, y tế và các đội cứu hỏa khác đã tham gia cứu hộ. Tỉnh Liêu Ninh khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp 4 cấp với thiên tai, phân bổ 500 giường gấp, 3.200 chăn bông, 1.600 áo khoác bông, 500 bộ đồng phục ngụy trang và các vật liệu khác để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các nạn nhân. Chính quyền thành phố Khai Nguyên đã thành lập trụ sở phòng chống thiên tai và thành lập 10 đội tìm kiếm cứu nạn tại chỗ, điều trị vết thương, kiểm tra thiên tai, sửa chữa điện và ổn định xã hội với tổng số hơn 800 người được điều động. Lốc xoáy ở Liêu Ninh, Trung Quốc tấn công đã khiến 6 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 190 người. Một cơn lốc xoáy bất ngờ quét qua thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc vào thứ Tư. Theo thống kê, đã có 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương. CCTV chính thức của Trung Quốc báo cáo rằng cơn lốc xoáy đã làm hư hại gần 3.600 ngôi nhà và ảnh hưởng đến 9.900 người ở Khai Nguyên. Theo một đoạn video được Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng trên tài khoản Weibo chính thức, hàng chục tòa nhà đã bị san phẳng trong khu phát triển kinh tế Khai Nguyên, khu vực hiếm khi xảy ra lốc xoáy. Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Tư rằng tốc độ gió gần cơn lốc xoáy lên tới 23 m/s, tương đương cấp 9. Các nhà khí tượng học của chính phủ cho rằng hiện tượng thời tiết cực đoan này có liên quan đến biến đổi khí hậu. Cục Khí tượng Trung Quốc đã chỉ ra trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba rằng lũ lụt và hạn hán đã xảy ra ở một số vùng của Trung Quốc trong năm nay. 40 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ cao lịch sử và một số khu vực đã bị phá kỷ lục về lượng mưa. Từ góc độ của bối cảnh khí hậu chung, khi khí hậu toàn cầu ấm lên, các hiện tượng nhiệt độ cao ngày càng nhiều và thường xuyên hơn, đồng thời cường độ của nhiệt độ cao sớm cũng ngày càng tăng. Biến đổi khí hậu có thể gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn. Thưa quý vị, thành phố Khai Nguyên phía Bắc tỉnh Liêu Ninh vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều ngày 5 tháng 9. Một cơn lốc xoáy mạnh hiếm có trong thế kỷ đã hoành hành trên các cánh đồng, đường xá và khu dân cư trong 15 phút, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, hơn 170 người bị thương và hơn 210 người bị mắc kẹt, nhiều nhà cửa bị hư hỏng, hệ thống điện, thông tin liên lạc bị hư hỏng, thiệt hại cụ thể đang được thống kê. Cơn lốc xoáy được hình thành cũng ở thị trấn Kim Câu Tử, thành phố Khai Nguyên, đám mây hình phễu dày bao phủ một khu vực rộng. Đường kính của cơn lốc xoáy lên tới hàng chục mét. Nó di chuyển về phía nam từ thị trấn Kim Câu Tử và đi qua đường Hình Khải và khu phát triển kinh tế Khai Nguyên. Trong khoảng 10 km đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đi đến đâu cũng có gió giật cấp 9 với tốc độ hơn 80 km/h. Ô tô, biển quảng cáo, mái che bị lật, cột điện, đèn đường lần lượt ngã đổ cũng bị thổi bay tới mảnh vỡ và các mảnh vỡ đã bay khắp bầu trời. Ngoài ra, miền Nam cũng bị ảnh hưởng bởi bão số 6 cấp bão nhiệt đới đổ bộ vào bờ biển thị trấn He Le, thành phố Vạn Ninh, tỉnh Hải Nam lúc 0 giờ 45 phút ngày 5 tháng 9, trở thành cơn bão thứ tư đổ bộ Trung Quốc trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi điều này, nhiều chuyến tàu và chuyến bay đến và đi từ đảo Hải Nam đã từng bị hủy bỏ. Nhiều thành phố và quận như Đông Phương, Lăng Thủy, Ngũ Chỉ Sơn và Đan Châu đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Bị ảnh hưởng bởi vùng ngoại vi của bão số 6, hầu hết các khu vực ở Quảng Đông đều có mưa vừa đến mưa to và mưa cục bộ vào ngày 5 tháng 9. Thưa quý vị, gần đây, lốc xoáy đã bước vào thời kỳ xuất hiện cao. Theo bản tin của CCTV, vào khoảng 14 giờ chiều ngày 6 tháng 9, một cơn lốc xoáy nữa đã xảy ra tại thị trấn Kim Tử Câu, thành phố Khai Nguyên, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh và những ngôi nhà ở các làng lân cận bị hư hại. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng và hơn 200 nhân khẩu bị ảnh hưởng.
Hiện các nạn nhân đang được chuyển đi, hơn chục người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Một số chuyến tàu cao tốc địa phương đã bị đình chỉ do lốc xoáy. Trước đó vào khoảng 13 giờ, một cơn lốc xoáy đã xảy ra tại thành phố Phúc Tân, Liêu Ninh. Về vấn đề này, Thái Quỷ Chi, kỹ sư cao cấp tại phòng thí nghiệm mở chính nghiên cứu xoáy lạnh Đông Bắc cho biết, đồng bằng Đông Bắc và đồng bằng Hoa Bắc tương đối bằng phẳng và thuộc vùng ôn đới, không khí lạnh và ấm thường gặp nhau ở đây và mạnh mẽ, dễ xảy ra hiện tượng thời tiết đối lưu. Hàng năm ở vùng Đông Bắc xảy ra khoảng 3-4 cơn lốc xoáy, trong đó Liêu Ninh trung bình 1-2 cơn mỗi năm, thường xuất hiện từ tháng 6 đến tháng 8. Các trường hợp thiên tai nghiêm trọng hơn trong lịch sử bao gồm trận lốc xoáy ở thành phố Bà Châu, tỉnh Hà Bắc năm 1969 khiến 98 người thiệt mạng, trận lốc xoáy ở thành phố Hải Luân, tỉnh Hắc Long Giang năm 1987 khiến 12 người thiệt mạng và trận lốc xoáy ở tỉnh Liêu Ninh năm 2019, cơn lốc xoáy ở thành phố Hara đã giết chết 7 người. Thái Quỷ Chi cho biết, những cơn lốc xoáy gây ra thảm họa nghiêm trọng này có một điểm chung, đó là chúng đều xảy ra dưới nền một cơn lốc lạnh. Các điều kiện môi trường dưới nền tảng của dòng xoáy lạnh nói chung là thuận lợi, ngoại trừ độ ẩm ở mức thấp tương đối, bất lợi và độ cao ngưng tụ cao. Ví dụ, trước cơn lốc xoáy ở Khai Nguyên, Liêu Ninh, do lượng mưa được tạo ra nguyên bản và các khu vực xung quanh, điều này nhanh chóng cải thiện điều kiện độ ẩm, do đó hình thành một cơn lốc xoáy mạnh, Thái Quỷ Chi cho biết. Trước đó, một cơn lốc xoáy mạnh ở Khai Nguyên, Liêu Ninh cuối cùng đã giết chết 7 người, làm bị thương hơn 190 người, ảnh hưởng đến hơn 9.900 người và làm hư hại một số lượng lớn cơ sở hạ tầng, gây ra tác động nghiêm trọng về kinh tế và xã hội. Trên thực tế, các chuyên gia đã gặp một số khó khăn trong việc đánh giá mức độ của lốc xoáy do cường độ của lốc xoáy thay đổi quá trình di chuyển và đường đi của nó đi qua các làng mạc, khu đô thị đông dân cư, nhà cao tầng, khu công nghiệp với tổng chiều dài khoảng 14 km. Nên làm thế nào để nhận định cấp độ lốc xoáy mạnh nhất là khi nào đặc biệt quan trọng và cũng rất khó khăn. Cuối cùng, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát tại chỗ dọc theo đường đi của cơn lốc xoáy và phát hiện ra giữa khu công nghiệp có một tòa nhà 2 tầng kết cấu khung bê tông cốt thép đã bị san bằng. Trận lốc xoáy đạt cường độ mạnh nhất tại đây và cường độ của nó được xác định là cấp cường độ lốc xoáy Trung Quốc cấp 4 tương đương EF4. Các nghiên cứu hiện tại đã phát hiện ra rằng số lượng cơn lốc xoáy ở Liêu Ninh có mối tương quan thuận với số ngày của cơn lốc lạnh. Và cơn lốc lạnh càng mạnh thì khoảng cách giữa tâm cơn lốc lạnh và cơn lốc sẽ càng xa. Dưới nền của lốc xoáy, các thông số môi trường nhiệt và động lực học của cơn lốc xoáy Liêu Ninh và cơn lốc xoáy nhiệt đới tương đối khác nhau. Khảo sát thực địa và mô hình số, một số tiến bộ đã đạt được trong nghiên cứu lốc xoáy. Ví dụ, năm ngoái, phòng thí nghiệm đã phát triển một sản phẩm dự báo lưới điện thông minh cho tiềm năng lốc xoáy, thêm hỗ trợ cho các cảnh báo dự báo lốc xoáy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!